Cuối năm 2018, Công an Đắk Nông phát hiện một đường dây sản xuất, mua bán xăng A95 giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và nhiều tỉnh thành khác với phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Sau một thời gian theo dõi, mật phục, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các lực lượng thuộc Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an lần lượt bắt quả tang các nghi phạm đang có hoạt động pha trộn dung môi với chất kích thích rồn tạo thành xăng giả tại 6 địa điểm thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 5 năm 2019, các tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Thanh Tân, Vũ Xuân Ngọc, Nguyễn Lê Minh Hưng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi để tạo thành xăng RON 95 giả trên xe ô tô biển số 51C48155 tại kho của Đinh Chí Dũng ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng này khai nhận chiếc xăng giả theo sự chỉ đạo của Đinh Chí Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đinh Chí Dũng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 xe bồn, 2 hệ thống máy bơm và ống dây kèm theo. Khoảng 147.000 lít dung môi đã pha xăng với chất tạo màu và kích RON, 250.000 lít dung dịch dạng lỏng cùng nhiều tang vật liên quan. Ngày 29 tháng 5 năm 2019, tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, các tổ công tác tiếp tục bắt quả tang Lê Châu Phước Hưng, Nguyễn Minh Quân và Đường Hoàng Duy đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi chất tạo màu vào xăng trên các xe ô tô biển số 62C10105 và 51C13489 để tạo thành xăng RON 95 giả, xăng E5 RON 92 giả. Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hóa chất Tâm Quang. Tiếp đó, vào tối ngày 30 tháng 5 năm 2019, các tổ công tác bắt quả tang tàu Gia Thành 7 của công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Thành đang bơm hơn 400 mét khối dung môi để pha trộn với 180 mét khối xăng lên bể chứa xăng A95 của kho xăng Reson tại khu vực Thới Ngương Bề thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Kho xăng này của công ty cổ phần thương mại hóa dầu Reson. Công an cũng bắt giữ 5 người, trong đó có Trương Văn Thuận là thuyền trưởng, Ngô Dương Anh Tuấn, quản lý kho và Trần Văn Phước, nhân viên kho. Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ Trình Sướng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, có trụ sở tại ấp Dòng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và Nguyễn Thành Trung, quản lý kho Phú Mỹ Hưng, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng tại Sóc Trăng. Lực lượng công an đã tạm giữ tàu Gia Thành 7, tàu Mỹ Hưng 2, tàu Mỹ Hưng 3, một căn màu, một căn nhựa bột xanh, 4 bịch ni lông chứa chất bột màu vàng cùng nhiều tác vật liên quan. Đến nay, bước đầu cơ quan công an đã bắt xử lý, khởi tố 23 bị can, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Bên lề Quốc hội, vào ngày 7 tháng 6 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết vụ Trình Sướng mới là kết quả ban đầu. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc, vi phạm pháp luật tới đâu sẽ tiếp tục kiểm tra, nghiên cứu tới đó.